liệu thân thiện với môi trường, kết hợp với kỹ thuật móc len thủ công và lối vẽ tay trang trí, tạo nên sự kỳ công cho chiếc áo dài Việt đậm hồn thiên nhiên. Đó là thông điệp mà nhà thiết kế Việt Hùng và thương hiệu Việt Hùng Collection muốn gửi gắm tới tất cả quý vị. Kính thưa quý vị, cùng với bộ sưu tập áo dài với chủ đề hồng của nhà thiết kế Việt Hùng và tiếng đàn violon du dương của cô gái Hoàng Thiên Nga, chúng ta sẽ cùng gặp lại những người mẫu đang được yêu mến của thành phố Hồ Chí Minh đã mang tới cho quý vị bộ sưu tập áo dài với chủ đề hồng của nhà thiết kế Việt Hùng. Một lần nữa chúng tôi xin được giới thiệu với quý vị Hoa hậu phụ nữ Việt Nam Phan Thu Quyên. Xin được chào đón Á hậu sắc đẹp hoàn mỹ toàn cầu Cao Ngọc Thu Huyền. Chúng ta cùng chào đón top 10 Miss Tourism Culture Universe Ngô Ngọc Huyền. Xin hãy cùng đến với siêu mẫu Lê Xin. Và bây giờ là Hoa hậu thời trang châu Âu Huyền Trân. Xin cùng chào đón top 5 Hoa hậu biển Việt Nam Lâm Thu Hồng. Và bây giờ là top 5 Hoa hậu biển Việt Nam Hoàng Hương Ly. Xin cùng chào đón Á quân Elite Model Look Thi Thi Phạm. Chúng ta cùng chào đón Miss Asia Pacific International Việt Nam 2021 Thu Hiền. Và cuối cùng là Á hậu siêu mẫu thế giới Hờ An Nie và thiên thần xanh bé Phùng Hiểu Anh. Chúng ta cùng dành một tràng vỗ tay thật nồng nhiệt thưa quý vị. Xin được một lần nữa cảm ơn tất cả những người mẫu, người đẹp và xin được cảm ơn thiên thần xanh bé Phùng Hiểu Anh cùng với cô gái Hoàng Thiên Nga với tiếng đàn violon rất là du dương và tuyệt vời ngày hôm nay. Đặc biệt xin được cảm ơn nhà thiết kế Việt Hùng với bộ sưu tập áo dài với chủ đề Mộc của Việt Hùng Collection.